Thưa quý vị và các bạn, năm 1961, khi đến thăm nhà mẫu giáo thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, Bác Hồ căn dặn vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người. Lời căn dặn của Người đã trở thành mục tiêu phấn đấu để ngành giáo dục cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng vượt qua những khó khăn, giành được những kết quả rất đáng tự hào. Ngay sau khi nhà nước cách mạng lâm thời được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định diệt giặc rốt, xóa mù chữ là một trong những nhiệm vụ cấp bách. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, phong trào học tập được tổ chức rầm rộ, rộng khắp trong toàn tỉnh. Nhiều tập thể cá nhân được Bác Hồ khen thưởng, tiêu biểu như cán bộ và nhân dân huyện Phù Cừ được tặng bằng khen và quyển sổ vàng có ảnh của Bác vì đã thanh toán xong nạn mù chữ. Đồng bào và cán bộ tỉnh Hưng Yên, huyện Yên Mỹ và xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm được Bác thưởng huân chương lao động hạng 3. Ngành giáo dục đào tạo Hưng Yên nhận huân chương lao động hạng 2 vì thành tích bổ túc văn hóa và thanh toán nạn mù chữ. Nhiều giáo viên và học sinh được Bác Hồ viết thư khen ngợi, động viên. Năm 1959 thì địa phương cũng đã được Bác Hồ khen thưởng. Nhà trường chúng tôi cũng thấy đấy là một cái động lực rất là lớn để chúng tôi có thể là có thêm cái sức lực để góp phần cho việc phát triển văn hóa cũng như là sự phát triển của nhà trường trong những năm sau. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, những năm qua, ngành giáo dục Hưng Yên luôn vận dụng linh hoạt những lời chỉ dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tinh hoa trong tư tưởng, đạo đức và phong cách sống và làm việc của Người vào công tác dạy và học. Các cái hoạt động làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng và thiết thực cụ thể trong toàn ngành giáo dục đào tạo, không chỉ là quan trọng dạy chữ mà còn quan trọng dạy người. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là những việc rất là bình thường, từ những việc rất là nhỏ nhặt hàng ngày. Đấy, chẳng hạn như đối với giáo viên, nó chỉ là những cái cử chỉ rất là thân thiện của cô giáo đối với học sinh, chăm lo cho học sinh kể cả từ chỗ ngồi, đấy, cách cầm bút, đấy cũng là một cái việc là mà thể hiện cái học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn tỉnh có 342 trường ở các cấp học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tất cả các huyện, thành phố, thị xã đều đạt chuẩn giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ mức độ 2. Chất lượng đào tạo ngày càng vươn xa khi có học sinh đạt huy chương đồng quốc tế môn hóa học, huy chương bạc Olympic tin học châu Á-Thái Bình Dương. Cô giáo Trần Thị Thúy, trường Trung học Phổ thông Đức Hợp, nằm trong top 50 giáo viên toàn cầu.